Vâng, xin chào toàn thể anh em yêu chim cả nước. Anh em biết là bây giờ là càng ngày cái anh em mới vào chơi chim rất là nhiều, cho nên là nhiều anh em mới có thể là vẫn chưa biết được những cái mẹo hay những cái kinh nghiệm để là nuôi chim, hoặc là biết những cái bài thuốc dân gian để chữa chim. Anh em mua thuốc tây không khó học ấy, thì anh em chỉ là sao, anh em chỉ dùng hạn chế thôi, anh em dùng độ vài ngày thôi, không khỏi được là phải thôi. Chứ anh em mà dùng thuốc tây nhiều thì em có chữa khỏi chim thì con chim cũng hỏng. Cho nên là em vẫn khuyên anh em là nếu có chữa trị cho chim thì anh em hãy chữa bằng những loại thuốc dân gian, những loại lá cây dân gian chúng ta rất là lành tính mà rất hiệu quả. Một cái loại lá cây hôm nay em nói ở đây là gì? Cái lá cây hôm nay em nói là chính là lá bàng em nhé. Đó. Cái lá bàng này thì anh em biết là gần như ở đâu cũng có, kể cả ở nội thành, bên phố, mọc ở ven đường đều có anh em. Còn nếu mà về ngoại thành, nông thôn thì để càng không thiếu rồi. Riêng lá bàng anh em biết là cái lá bàng từ ngày xưa đã được các vị gia nghi dùng để chữa các loại bệnh về da, về xương. Vì trong lá bàng rất nhiều tinh chất, nó có khả năng kháng viêm và chữa trị vết thương rất là tốt. Hôm nay em xin chia sẻ anh em một loại lá bàng này để có thể chúng ta có thể là làm một cái loại thuốc để chữa chim. Đầu tiên chúng ta phải kể đến công dụng của lá bàng là trong cái việc tắm chim. Anh em biết là cái lá bàng là nó có rất nhiều cái tinh chất mà để trị được bọ mạc hay là chống viêm, và cái quan trọng là nó gần như là trị được rất nhiều những cái loại bọ mạc ký sinh trùng trên cơ thể con chim. Thì anh em biết là nhiều khi chúng ta đi mang chim đi dã giờ thay đi thi thì không phải là chim chúng ta yếu hơn hay là kém hơn chim của đối thủ, mà là do chúng ta chưa biết cách chăm sóc bộ lông của chim. Nên nhiều khi là chim chúng ta đang chơi tốt nhưng mà lại sinh ra gãi rỉa, là chỉ đứng mua trên cầu gãi và bỏ hót bỏ đấu. Khi chim chúng ta đang chơi mà bỏ hót bỏ đấu rồi thì bắt đầu là sẽ như nào, sẽ bắt đầu là không muốn đấu nữa và sẽ bỏ đi ăn đi uống, và kết quả là chim chúng ta bị kết quả kém. Để chữa vấn đề về gãi rỉa này, anh em chỉ cần lấy lá bàng cho em. Anh em lấy khoảng 2 cái lá bàng, anh em cắt nhỏ ra, anh em đun với nước sôi. Anh em cứ để ý làm sao mà cái trong nước của chúng ta có màu lơ lớ vàng vàng là được. Và chúng ta để nguội và cho chim tắm. Thì anh em cứ dùng nhảy, có thể là anh em dùng quanh năm cũng được. Hoặc là có thể là anh em nếu mà cảm thấy mà thời gian mình không có thì anh em có thể là một tháng chúng ta cho chim tắm lá bàng đến 1-2 lần là vẫn ok, là chim chúng ta sẽ khỏi sạch hoàn toàn những con ký sinh trùng hay bọ giận mạt bám trên cơ thể. Chúng ta sẽ trị được triệt để cái vấn đề là gãi rỉa lông của chim khi chim đi thi đấu. Nếu anh em mà muốn chim trồng màu ấy, mà đi thi đấu có kết quả tốt ấy, thì anh em hãy dùng nước lá bàng tắm cho chim trước hôm thi một hôm anh em nhé. Gần như là có thể là chữa được cái bệnh, cái chứng gãi rỉa của trò màu gần như là 100%. Một cái tác dụng thần kỳ tiếp theo của lá bàng đó là có thể lột được bốt ở chim. Thì anh em biết là chim khi chúng ta nuôi có tuổi lồng nó sẽ sinh ra lên bốt rất là dày và làm cho con chim chúng ta nhìn sẽ rất là mất thẩm mỹ, nhìn nó rất là xù xì lên thì làm mất cái mỹ quan của con chim đi. Thì ngoài việc là chúng ta chơi chim hót, chúng ta còn phải ngắm chim nữa, ngắm cái vẻ đẹp của chim nữa. Muốn khắc phục cái này thì anh em chỉ cần lấy khoảng 2 đến 3 cái bàng lá bàng non, anh em cắt nhỏ ra, anh em đun lên khoảng 1 nước và anh em cho chim tắm. Thì anh em cứ làm nhảy khoảng 4 đến 5 lần là tự động là cái bốt của con chim nó tự rớt ra, rất là hiệu quả. Thì em muốn chia sẻ với anh em những cái bài thuốc dân gian nhảy để làm sao cho anh em có thể nuôi chim, đó là con chim chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và chúng ta chữa bệnh nhảy thì sẽ làm con chim khỏe mạnh một cách tự nhiên em nhé. Chúng ta không phải dùng chất gì là thuốc tây, thuốc hóa học gì cả. Đó là con chim nó không bị ảnh hưởng sức khỏe. Thì anh em có những cái bài thuốc gì hay là có những cái ý kiến gì hay có thể là góp ý cho em ở phía dưới.
Xin chào anh em, xin chào.